Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức chế biến sữa bí nhật, súp bí nhật, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến quy trình chế biến và đóng gói. Những sản phẩm này không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà còn rất tốt cho sức khỏe.